lại quý vị trong trường quay tin ngày hôm nay, trong một ngày thứ sáu rất là quen thuộc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của những chàng trai rất là điển trai nhóm 365. Xin chào. Chắc có lẽ đây không phải lần đầu tiên 365 xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của tin. Thì có lẽ là 365 đây là lần thứ mấy, tác thường thứ hai. Và cũng rất là may mắn là lần đầu tiên của 365 cũng là lần đầu tiên của chương trình này. Và bây giờ là cũng là số gần như là gần cuối năm rồi. Thì 365 cảm thấy rất là vui và rất là người ta vinh hạnh khi được quay trở lại. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy sự quay trở lại này có một cái sự thay đổi rõ ràng. Lần trước là 5 người đúng không? Bây giờ còn có 4 người thôi. Thì thực ra là Johnny đã rời nhóm được một năm rưỡi. Năm rưỡi rồi, tức là tháng 6 năm ngoái. Thực ra là mà nói là 365 cũng khá là ngỡ ngàng. Có thể nói là một sự thay đổi các fan không mong muốn, nhưng mà rất nghĩ là nó phải xảy ra và nó đã xảy ra rồi. Và quan trọng là ngày hôm nay cả 365 và Johnny cũng đã khẳng định được mình có thể làm được những gì sau sự thay đổi đó. Vậy thì cho đến thời điểm này sau một năm rưỡi thì mình nhóm có còn giữ liên lạc với Johnny không? Có chứ, thực ra là 365 vẫn gặp gỡ Johnny. Nếu như có thời gian rảnh thì cũng thử uống cà phê. Nhưng mà thực ra là nó phụ thuộc vào cái lịch làm việc của cả hai. Nếu như mà 365 bận thì nhiều khi Johnny rảnh, mà nhiều khi Johnny là bận khi 365 là rảnh thì nhiều khi rất là khó gặp nhau. Đó là cái ngay cả bạn bè bình thường cũng rất là khó gặp khi mà làm việc trong showbiz. Vậy thì ngày xưa lúc mà Johnny rời khỏi nhóm á, thì có chia sẻ lý do là vì cái thu nhập ở nhóm không có đáp ứng đủ cái nhu cầu của Johnny. Thì các bạn nghĩ sao về điều đó? Thực ra thì Isaac thấy là mỗi một người sẽ có một nhu cầu về tài chính riêng khác nhau. Thì đối với Johnny thời điểm đó có thể Johnny gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Thì nó sẽ gây tới một cái áp lực và làm cho Johnny cảm thấy là nó chưa có đủ để Johnny có thể trang trải cuộc sống của mình. Cho nên là Isaac nghĩ là việc tất yếu Johnny có cái lý do của mình để có thể quyết định như vậy. Còn riêng với 365 thì 365 lại có một quan điểm khác về tài chính của mình. Thì hiện giờ cho dù quan điểm như thế nào thì 365 nghĩ là đến năm nay 365 vẫn phải tiếp tục đi với nhau. Bởi vì nó không có chỉ là về tài chính mà 365 còn nghĩ là nó còn về cái suy nghĩ của 365 nữa. Nó là lỡ yêu đam nhau rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà nhóm mình có dự định là sẽ tuyển thêm thành viên mới không? Không. Không. Đủ là đủ rồi. Là không. Chia thêm bất cứ thành viên mới nào hết. Chia cực quá rồi. Bốn đủ rồi. Và thực ra là nó còn về việc mà rất là khó khăn để ổn định lại đội hình. Đúng rồi. Nếu như 365 mất cả một năm rưỡi để làm quen với đội hình 4 người thì bây giờ rất là khó để làm quen với đội hình 5 người. Nhưng mà trong năm 2014, năm nay thì thấy 365 có vẻ như là khá là im ắng. Không biết là đó là vì là các bạn giấu bài hay là vì các bạn không biết là mình cần phải làm gì với hình ảnh này? Thực ra là không phải im ắng đâu. Đúng rồi. Đó là việc 365 ít xuất hiện trên báo chí nhiều hơn so với khoảng thời gian 1-2 năm đầu tiên. Bởi vì đó là cái thời điểm mà 365 cần phải đánh mạnh để giới thiệu hình ảnh của mình đến các quý vị khán giả. Và 365 nghĩ là năm nay là năm để 365 có thể nói là ổn định về tài chính để tái đầu tư cho mình năm sau chạy show. Rất là may mắn là trong năm vừa rồi 365 được rất là nhiều những nhãn hàng quan tâm cũng như là mời show diễn rất là nhiều. Nói chung là rất may mắn là năm rồi kiếm được nhiều tiền. Đúng rồi, là một cái niềm vinh hạnh của 365. Nhưng mà trong khi đó thì Phương Thảo lại thấy là ví dụ như Isaac với lại Will thì là mình chuyển sang làm VJ nhiều. June thì có viết sách nè, rồi ST thì thi nhảy nè. Các bạn có sợ là với những cái hoạt động riêng như vậy thì cái sự gắn kết của các thành viên trong nhóm nó sẽ bị ảnh hưởng không? Lúc đầu thì cũng rất là sợ, nhưng mà đã đi đến thời điểm này là cũng gần 5 năm rồi, 4-5 năm rồi. Nên là ai cũng đủ trưởng thành để có thể gọi là làm một cái việc gì đó mà mình ước mơ riêng. Nhưng mà nó ước mơ riêng ở đây thì 365 vẫn phải ưu tiên cho những gì mà liên quan tới 365 trước. Nếu mà mọi người muốn làm thì sẽ hợp với nhau. Ok, anh cho em đi hay là mình cho bạn đi gì đó. Nhưng bạn phải đảm bảo là khi mà đến việc của nhóm thì bắt buộc phải là tốt. Thực ra là việc Isaac và Will làm VJ thực sự không phải là để đảm bảo về tài chính, mà thực ra đây là một cái sở thích. Sở thích để mình có thể tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Nói nhiều được là vậy chứ. Với lại là mỗi người phải có hạnh phúc riêng thì ở bên nhau mới hạnh phúc đúng không? Trời ơi, kỳ quá. Nhưng mà có điều là chứng kiến nhiều nhóm nhạc khác cũng đã rơi vào cái trạng thái là tan rã rồi, thì nhóm có rút ra được cho mình một cái kinh nghiệm hay một cái bài học nào không? Thì ra cái việc mà 365 không phải là 365 là một nhóm nhạc thần thánh gì đâu. Cũng gọi là cũng đã từng rơi vào cái trường hợp như bạn nói là rất nhiều lần muốn bỏ, muốn rã, trời mệt quá rồi, thị trường như vậy, đĩa nhạc mình bán không được, rồi kiểu như là mình bị rất là nhiều thứ. Nhưng mà thực ra một phần là đam mê là một, cái thứ hai là thích ở với nhau.
Tại sao thật ra bây giờ cái cả tất cả mọi người ở đây không ở với gia đình, nhưng mà tự nhiên ở đâu có bốn người anh em đâu là lạ, ở nhau cũng được 4 năm thì cũng thấy vui vui thân thân, cái thực ra cũng gắn gắn kết với nhau, cũng gần 5 năm rồi mà giờ kêu bỏ cũng khó. Quen hơi rồi đúng không? Đúng rồi, quen hơi đó. Lúc đầu thì khó chịu thật, nhưng mà hiện tại cái vấn đề đó tôi thấy là đúng, ở chung với nhau thì mình có thể hú cái tập được liền, tới giờ diễn thì mình đi. Còn nếu mà mình ở tách riêng nhau thì như mình giận thì mình về nhà của mình, nhưng mà giờ nếu mà giận nhau hay là cãi nhau gì đó thì về đâu? Về đâu bây giờ? Cũng ở đó là đi vòng vòng có thấy mặt nhau, rồi tối diễn cũng thấy mặt nhau. Giận không được, phải kèm cái cảm xúc của mình lại. Thì cũng nhờ cái việc mở chung như thế này gần 5 năm thì tôi thấy đây là một cái rất là hay mà hiện tượng giữ được 36 năm tới ngày hôm nay. Có một bạn hỏi là không biết là các thành viên của 365 đã phản ứng như thế nào, hay là có một cái sự ủng hộ hay là động viên như thế nào đối với ST cho cái lần trở lại này hay không? Thực ra là tất cả các thành viên trong nhóm 365, ngay cả chị Nguyễn Thanh Vân cũng đã có những cái lời chúc mừng, và ST nghĩ là thiết thực nhất là đã share MV của Sim trên Facebook, trên những cái trang mạng xã hội của Sim, cảm thấy rất là vui. Và các bạn đừng nghĩ rằng là sau khi mà 365 tan rã thì là đường ai nấy đi nha. Thì thật ra là tất cả các thành viên trong nhóm 365 thì SC vẫn nói chuyện với tất cả mọi người một cách rất là bình thường. Và ngoài ra thì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên nếu như là các bạn biết là hồi xưa, nếu như các bạn nghĩ rằng là SC và Isaac không có phù hợp nhau, không có hợp tính với nhau và nói chuyện là sẽ cãi nhau. Thì sau khi mà SC nhóm 365 tan rã thì SC lại nói chuyện được hơn với Isaac và hiểu mọi thứ, tâm sự nhiều hơn và nói chuyện với nhau vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà tại sao lại có cái điều đó nhỉ? Trong khi mà còn ở chung nhóm với nhau thì tại sao mình khó chia sẻ, khó nói chuyện hơn, mà sau khi rã nhóm thì lại dễ để tâm sự hơn? Thì thật ra là có một cái câu này nó cũng hơi kỳ, nhưng mà người ta nói là xa thơm gần thối, cái nó kiểu vậy. Có nghĩa là nếu như mình sống chung với nhau, tất cả những gì mà mình thấy được ở họ đều là vừa có tích cực và vừa có tiêu cực. Đó lý do tại sao mà khi mà mình thấy những cái nhiều cái tiêu cực quá thì mình lại cảm giác rất là khó chịu. Nhiều khi là mình hiểu rõ tính cách của người ta, nhưng mà bởi vì cái tính của mình là như vậy nên mình sẽ rất là khó chịu. Nên là nhiều lúc mình rất là muốn nói thẳng ra, nhưng mà thôi, mình không cần phải nói những cái điều đó để làm cái gì cả. Bởi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nhưng mà khi mà mình ở xa nhau rồi, mình kiểu là mình không còn ở chung với nhau trên một mái nhà nữa, thì tất cả những cái điều đó mình sẽ không còn phải thấy nữa, những cái điều khó chịu mình sẽ không còn phải thấy nữa. Thì những lúc này là những cái lúc mà mình sẽ quan tâm nhau theo một cái khía cạnh khác, mình muốn chia sẻ với nhau những cái khía cạnh khác. Nói chung là dù như thế nào thì mọi người phải hiểu rằng là 365 là sống chung với nhau 8 năm trời, và có như thế nào thì mình cũng sẽ coi họ là những người rất là thân thiết, như những người anh em trong gia đình của mình. Nhưng mà mình có thể chia sẻ rõ hơn là trước đây khi mà còn chung nhóm thì cái điều gì ở Isaac mà khiến ST cảm thấy khó chịu mà không chia sẻ? Nè, người anh Phạm Lưu Tụ Tại ơi, đây là lần đầu tiên ST sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người biết rằng là người anh có vấn đề gì. Thật ra là khi mà làm việc nhóm á, ST hiểu rằng là mình sẽ đặt lợi ích của chúng trên hết. Tuy nhiên rằng là Isaac là một người rất là cầu toàn, và ngoài ra là gọi là hơi bảo thủ một tí xíu. Có nghĩa là mình, SC không biết sử dụng từ nào cho đúng, nhưng mà sử dụng từ bảo thủ theo một hướng tích cực đấy ha, là Isaac sẽ nghĩ cái công việc đó theo cái hướng nó sẽ tốt. Tuy nhiên là người ta thường nói có một cái câu là một cái đầu không thể nào nhiều hơn nhiều cái đầu cả, cho nên là Isaac bị một cái là chưa có nghe lời, chưa có nghe lắng nghe người khác. Thì nên là Isaac sẽ nghĩ rằng là những cái điều mà Isaac nghĩ là đúng. Dĩ nhiên là mọi người sẽ không bao giờ nói những điều đó là sai, nhưng mà cũng có những điều nó cũng sẽ đúng ở mức ngang tầm hoặc là nhiều hơn nữa. Thì đó là lý do tại sao mà trong nhóm có rất là nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên là cũng may mắn là tất cả những cái sản phẩm của nhóm 365 trong thời gian đó thì được rất là tốt. Nhưng mà ST cũng là một người mà cũng thể hiện cái chính kiến của mình á, thì có bao giờ cái chuyện đó khiến cho hai người cảm thấy là mâu thuẫn hay cãi nhau hay là gay gắt với nhau không?
thật ra là trong thời gian đầu thôi, thời gian đầu lúc mà 365 vừa mới ra mắt thôi, nhưng mà khoảng thời gian sau là SC là như thế này, bởi vì SC là người nhỏ nhất cho nên là rất là khó để có thể mình nói với mình sẽ phải lựa lời để mà mình nói với những người lớn hơn cách như thế nào để người ta dễ nghe. Tuy nhiên là đối với SC là một người rất là thẳng thắn, và bởi vì cái thẳng thắn của SC cũng lại không phun theo, cho nên là sẽ giết khiến cho người khác người ta cảm thấy là những cái điều đó nó không người ta không có phải bận tâm nữa. Tuy nhiên cái điều đó nó làm cho SC cảm thấy là cái thời gian nó rất là khó khăn, và càng về sau thì SC càng không muốn nói nữa, không muốn nói nhiều, không muốn góp ý nhiều. Thì cái điều đó dẫn đến là sau này mà khi mà SC ra khỏi nhóm ấy, nó cũng làm cho SC nhớ tới 365 rất là nhiều, và nó cũng giúp cho SC, nó cũng làm cho SC khó khăn, bởi vì hồi đó mình được các anh bảo vệ rồi các anh bày tỏ quan điểm quá nhiều, cho nên là sau này á thì mà mình phải tự lực cánh sinh ấy, nó khó lắm. Và nhưng mà nó lại được cái là mình được thỏa sức sáng tạo, thì cái chuyện đó SC nghĩ rằng là cái gì mình cũng sẽ có hai mặt. Nhưng mà vậy thì mình có thấy là mình là một cái người ít được lòng mọi người nhất không, khi mà mình thẳng thắn trong nhóm? Thật ra SC nghĩ rằng là đến cái thời quý này thì cái sự thẳng thắn lại là cái sự mà được mọi người yêu thích hơn. Tuy nhiên là thẳng thắn như thế nào và thẳng thắn một cách duyên dáng, chẳng hạn giống như là có rất là nhiều nghệ sĩ thẳng thắn, chẳng hạn như là chị Võ Hằng Yến hay là Minh Tú, có rất là nhiều người thẳng thắn và được mọi người ủng hộ. Thì SC nghĩ rằng là tại sao mình không biết học hỏi họ, mình không biết thẳng thắn và mình làm sao thể hiện được cái tính cách của mình, thể hiện được cái cá tính của mình nhưng mà vẫn được lòng khán giả. Thì đó là cái mà SC đã học và tự tìm hiểu và tự gọi là tự tìm tòi trong vòng 2 năm mà SC không làm gì. Nhưng mà có một cái điều vui vậy là sau khi mà cái hôm họp báo SC chia sẻ về cái việc mà 365 đều bệnh và không ai đến tham dự họp báo của ST được, thì nhiều người cho là phải chăng là có vẻ như là ST cũng không được lòng mọi người lắm, cho nên là cũng không, mọi người cũng không quá nhiệt tình hay là không quá hào hứng trong cái chuyện đó chẳng hạn. Thì ST nói gì về điều đó? Thật sự thì mọi người, cái này thì SC nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái quan điểm, và SC mời rất là nhiều người đi đến buổi họp báo, nhưng mà đối với những người bạn của SC á, thì nó sẽ như thế này, bởi vì một người họ hiểu rõ tính cách của SC là một người rất là thẳng thắn, cho nên là khi mà SC mời họ, họ đều trả lời là tôi sẽ đi được hay tôi sẽ không đi được, hiểu không? Chứ không phải là bình thường thì mình khi mà mình chỉ hàng quý quý thì mọi người sẽ kiểu là để mình suy nghĩ xem buổi đó mình có đến được hay không nha, hoặc là như thế này. Còn bình thường SC mời tất cả mọi người thì nó là hôm đó mình bận rồi, mình sẽ không đến được, nhưng mà mình sẽ giúp bạn một cách khác. Thì SC nghĩ rằng là những cái lời chia sẻ thẳng thắn đó nó rất là có ích cho SC, và SC không nhất thiết phải là bây giờ bạn đến buổi họp báo tôi để chúng ta cùng chụp hình với nhau, để chúng ta cùng gặp bạn, để làm gì cả. Bởi vì những cái điều đó SC nghĩ nó chỉ là bề ngoài thôi. Cái mà SC cần thiết hiện tại đó là cái bên trong, là cái sự ủng hộ tất cả mọi người. Và ngoài ra rằng là SC cũng cần tất cả mọi người chia sẻ nhiều hơn ở trên mạng xã hội để mà giúp cho những cái sản phẩm của SC được đi đến gần với khán giả hơn. Còn cái chuyện là chúng ta chụp hình cùng nhau thì SC nghĩ rằng điều đó nó không cần thiết. Có bạn hỏi là vậy thì bây giờ khi mà tách ra hoạt động một mình á, thì ST cảm thấy là cái điều khó khăn nhất đối với mình là gì? Thật ra nếu mà khi mà mình tách ra làm một nghệ sĩ solo á, thì những cái sự nâng đỡ, gọi là những cái sự nâng đỡ vô hình để đằng sau lưng nó không còn. Nhưng mà ST nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có cái hay của nó. Thì ngay lúc này ST có được một cái ekip, và bởi vì họ sẽ tập trung hoàn toàn cho SC, và ngoài ra thì SC sẽ được thỏa sức sáng tạo những cái tư duy sáng tạo của SC đã phủ trong khoảng thời gian là 10 năm trước. Bây giờ mình sẽ được thể hiện ra rất là rõ và thể hiện ra được rõ cái cá tính của mình. Hồi xưa thì SC được xây dựng là một nghệ sĩ kích đồ trẻ con, thì hiện tại thì mọi người sẽ thấy được là một SC đâu đó cũng sẽ có hình ảnh trẻ con,
tí xíu, tuy nhiên là nó cũng sẽ có những hình ảnh trưởng thành của một anh chàng sắp bước đến tuổi 30.